Xin chào mừng các bạn đến với kênh Trường học PowerPoint. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành thiết kế infographic trong phần mềm PowerPoint. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Các bạn click chuột phải vào màn hình, chọn vào phần Format Background. Trong phần Solid Fill này, chúng ta sẽ đổi một cái màu nền. Tiếp tục là các bạn vào thẻ lệnh Insert vào Shape. Chúng ta sẽ chọn hình tròn. Các bạn giữ phím Ctrl cộng với Shift và kéo chuột. Sau đó là chúng ta sẽ copy thành 5 hình. Chúng ta sẽ quét chọn qua các đối tượng này, chúng ta thu nhỏ lại một chút. Tiếp tục là các bạn sẽ vào thẻ Format, các bạn click chọn cho mình trong phần Shape Fill, chúng ta sẽ chuyển về màu đen. Tương tự là phần Shape Outline, chúng ta sẽ bỏ cái đường viền đi là No Outline. Với hình này thì các bạn sẽ bỏ đường viền đi cho mình và chúng ta sẽ thu nhỏ. Chúng ta vào Shape Fill và phần More Fill Color này. Các bạn chọn cho mình một cái màu trong phần Standard. Tiếp tục là chúng ta sẽ copy. Các bạn vào thẻ lệnh Insert trong phần Shape này, chúng ta sẽ chọn cho mình hình chữ nhật này nhé. Sẽ vẽ một cái đường. Sau đó chúng ta sẽ bỏ đường viền và Shape Fill, chúng ta sẽ chuyển thành màu đen. Các bạn sẽ xoay cái đối tượng này. Chúng ta sẽ chuột phải chọn Center Back để đưa đối tượng này xuống dưới. Ctrl C. Chúng ta sẽ copy tiếp ra các đối tượng tiếp theo. Chúng ta sẽ giữ phím Ctrl để chọn các đối tượng này. Chuột phải các bạn chọn phần là Send to Back để đưa các điểm kết nối này xuống bên dưới. Cái này chúng ta sẽ kéo dài cái đối tượng này ra. Các bạn có thể vẽ cho mình một hình tam giác. Chúng ta sẽ phóng to cái đối tượng này lên một chút. Chúng ta sẽ tăng cái độ lớn cho cái đầu nhọn của cái mũi tên này. Tương tự là chúng ta sẽ giữ phím Ctrl và vào phần Union để hợp nhất. Sau đó các bạn vào Shape Fill, đổ màu đen. Center Back. Như vậy là cái hình mũi tên của chúng ta sẽ to hơn. Tiếp theo là chúng ta sẽ quét chuột, chọn qua toàn bộ các đối tượng này. Các bạn ấn chuột phải và chọn cho mình là group. Như vậy là chúng ta sẽ gộp toàn bộ các đối tượng này là một. Sau đó chúng ta chuột phải,
chọn vào phần ungroup để bỏ group nhóm. Các bạn tiếp tục là đổi màu cho các đối tượng phía bên trong này và phần save field. Chúng ta sẽ vào phần Insert, click chọn trong phần Shape, chúng ta sẽ vẽ một hình tròn các bạn nhé. Hình tròn này thì chúng ta sẽ làm cái tâm của cái... Tiếp tục là chúng ta vào phần Shape Fill, chúng ta chuyển về màu trắng, bỏ phần đường viền đi. Các bạn vào Insert, Shape chọn cho mình cái hình tròn mà nó có cái điểm khuyết ở đây. Giữ phím Ctrl cộng Shift để chúng ta vẽ một hình tròn. Sau khi xong thì các bạn sẽ kéo cái điểm nút màu vàng này về phía bên trái. Chúng ta tiếp tục là copy thêm một đối tượng nữa. Và cái tâm của đối tượng này chúng ta sẽ vẽ một hình tròn. Sau khi xong các bạn giữ phím Ctrl để chọn cả ba đối tượng này, chúng ta sẽ chuyển về màu đỏ. Chúng ta sẽ bỏ đường viền là No Outline. Các bạn sẽ quét chọn cho mình vào các đường tròn này. Chúng ta sẽ vào thẻ Format, click chọn là Align Center và chọn vào phần là Align Middle để chúng ta cân chỉnh các đối tượng. Sau khi xong các bạn sẽ quét chọn các đối tượng. Các bạn chuyển về phía bên tay phải của slide, chúng ta chuột phải chọn ở phần là Send to Back. Sau khi chuyển xuống bên dưới các bạn sẽ ấn vào phần Group, chúng ta sẽ gộp nhóm các đối tượng này làm một. Tiếp theo là các bạn vào thẻ lệnh Insert, click chọn cho mình Shape. Chúng ta sẽ lấy một hình có cái hình chữ nhật có đường góc bo tròn này. Gọn cái góc này một chút, lại một chút. Tiếp tục là các bạn ấn Ctrl C, Ctrl V, chúng ta sẽ crop ra hình thứ hai. Chúng ta sẽ kéo rộng ra một chút xuống bên dưới. Ta vào Save Fill, các bạn sẽ chấm cho mình cái màu xanh cho cái đối tượng bên trên. Với đối tượng bên trên này các bạn click chuột phải vào, chọn cho mình là Bring to Phone. Với đối tượng bên dưới thì chúng ta sẽ vào Shape, chọn cho mình hình chữ nhật. Các bạn giữ cho mình hình bên dưới này và giữ vào cái đối tượng bên trên. Giữ phím Ctrl để chúng ta vào phần Format chọn cho mình là Merge Shape. Các bạn click chọn cho mình là Subtract để chúng ta cắt cái đối tượng bên dưới. Sau đó các bạn vào phần Format bỏ cho mình cái đường viền đi. Với đối tượng bên dưới thì chúng ta sẽ vào đổ màu cho đối tượng này. Sau khi xong thì các bạn sẽ quét chọn qua các đối tượng này. Chúng ta sẽ ấn Ctrl C, Ctrl V để có hình thứ hai. Tiếp tục là chúng ta sẽ vào phần Shape Fill, trong phần Eyedropper này chúng ta sẽ chấm chuyển thành màu cam. Và ấn Ctrl C, Ctrl V, crop xuống bên dưới.
tục là chúng ta sẽ chấm màu cho các đối tượng còn lại. Các bạn vào thẻ Insert, click chọn cho mình trong phần Shape. Chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng. Đầu tiên sẽ là đường thẳng. Các bạn vào phần Shape Outline. Trong phần Weight này chúng ta sẽ tăng cái độ dày cho đường viền lên. Chúng ta sẽ chuyển về màu đen. Tiếp tục các bạn chọn cho mình là sẽ có cái điểm đầu là đường tròn. Chúng ta chuột phải chọn phần là Send to Back. Ctrl C, Ctrl V để chúng ta copy sang đối tượng nữa. Chúng ta sẽ ấn là Send to Back. Với hình này thì các bạn sẽ quét chọn và đưa chuột phải chọn phần là Bring to Phone để đưa lên bên trên. Send to Back để đưa xuống dưới. Chúng ta sẽ copy. Chúng ta sẽ để cái điểm đầu của cái này nó sẽ chạm tới cái đường viền của đối tượng bên trên. Sau khi xong cái bố cục của đối tượng này thì các bạn sẽ vào Google. Chúng ta sẽ tạo một cái đoạn văn bản giả. Sau đó chúng ta sẽ Ctrl V để paste vào đây. Thu nhỏ cái cỡ chữ này xuống. Với phần tiêu đề này thì các bạn sẽ chuyển về chữ in hoa cho mình. Chúng ta sẽ chuyển về chữ màu trắng. Tiếp theo là các bạn vào thẻ Insert, click chọn cho mình trong phần Icon. Chúng ta sẽ lấy ra 5 cái biểu tượng bất kỳ. Các bạn sẽ trong phần Graphic Fill này, chúng ta sẽ đổi về màu trắng.
sau khi mà chúng ta thiết kế các đối tượng xong thì các bạn sẽ thực hành là chèn thêm các hiệu ứng cho các đối tượng này. Các bạn sẽ quét qua các đối tượng này, chúng ta sẽ chọn các đối tượng này và ấn cho mình là chuột phải, chọn cho mình là group. Tương tự như vậy là chúng ta sẽ chuyển về là group thành một cái nhóm đối tượng. Sau khi mà chúng ta gộp nhóm các đối tượng xong, các bạn sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt các hiệu ứng các bạn vào thẻ animation. Chúng ta sẽ chọn hiệu ứng xuất hiện cho các đối tượng này. Sau khi cài xong các hiệu ứng cho các đối tượng thì chúng ta sẽ vào phần Animation Pane, chúng ta sẽ quét chọn các hiệu ứng cho các đối tượng đã cài đặt trước đấy. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau xem lại các sản phẩm mà chúng ta vừa mới thực hành thiết kế. Các bạn sẽ click chọn vào phần là slideshow. Và như vậy là trong video này, chúng ta đã cùng nhau từng bước để thực hành thiết kế được infographic trong phần mềm PowerPoint. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh và nhận những cái thông báo mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.